Ngày 19 tháng 10, mạng xã hội Facebook xuất hiện dòng trạng thái cảm ơn những yêu thương nghiệt ngã do nick Facebook có tích xanh nhà báo Hàn Ni viết. Theo đó, bà Hàn cảm ơn những người đã yêu thương bà, đã từng khóc vì bà. Bà Hàn Ni viết đã nợ các anh chị một ân tình. Cũng theo nội dung bài viết của bà Hàn Ni, bà đã trải qua 18 tháng nghiệt ngã, đã trở về đúng nghĩa còn vòn vẹn chiếc quần sạt nhà mém bị ngân hàng phong tỏa, không còn thẻ nhà báo, không còn thẻ luật sư, vân vân, không phải mang vác, không còn sợ mất mát, cảm giác sau nhạy tênh. Mất mát lớn nhất là trở về nhận tin một người em đồng nghiệp còn trẻ đã qua đời, một tiền bối đáng kính cũng đi xa, nhiều người già kính trọng ra đi, đau có nếm chảy tôi mới nhận ra cần yêu thương nhiều hơn dành hết dung lượng cuộc đời để chứa đựng yêu thương không cho những thứ khác chen vào từ bỏ những lung linh huyền ảo để tìm cả nơi yêu thương cùng cực để công bằng tôi đã học cách nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu bà hàn ni viết trên facebook của mình và bổ sung thêm nhờ biến cố mới tự thanh lọc bản thân tinh lọc bạn bè hướng đến giá trị thật vì chỉ những yêu thương khi cùng cực tình cảm ấy mới vĩnh hằng để hứa với lòng sẽ sống chất hơn. Sáng ngày 25 tháng 9, đại diện công ty cổ phần Đại Nam cho biết, trong các ngày 29 tháng 9, ngày 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10, khu du lịch Đại Nam, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ miễn phí hoàn toàn vé vào cổng cũng như các dịch vụ khác. Lãnh đạo công ty thông tin, đây là ý tưởng của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi quay trở lại điều hành khu du lịch Đại Nam. Theo lãnh đạo này, khi khách đến tham quan vui chơi, xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí tại đây, khu du lịch có bố trí các thùng quyên góp để mọi người có thể đóng góp tiền ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Số tiền này sau đó sẽ được khu du lịch Đại Nam truyền cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Trong những ngày khu du lịch Đại Nam mở cửa miễn phí, dự kiến bà Nguyễn Phương Hằng sẽ có những hoạt động giao lưu với du khách. Trước đó một ngày, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam. Ngày 24 tháng 9, một lãnh đạo công ty cổ phần Đại Nam xác nhận, doanh nghiệp này vừa mới ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam phân công giải quyết các vấn đề thuộc chức năng và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất kiêm Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam. Được biết, khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450 ha và được mệnh danh là khu du lịch rộng lớn nhất vùng Đông Nam Á. Khu du lịch này là sự kết hợp độc đáo giữa du lịch tâm linh và loại hình vui chơi giải trí, gồm có trường đua, vườn thú, biển Đại Nam cùng các khu trò chơi hấp dẫn khác. Còn công ty Đại Nam là chủ đầu tư các khu công nghiệp Sóng Thần 2, 3 và nhiều khu dân cư tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, vân vân. Ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, là chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, là người sáng lập công ty cổ phần Đại Nam và sở hữu 49% cổ phần công ty. Hiện ông Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc doanh nghiệp này. Trước đó, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng. Tòa tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 năm đến 2 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022, nếu chấp hành án phạt tù đúng quy định phải đến cuối tháng 12 năm 2024 bà Hằng mới được ra tù. Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù trước thời hạn 3 tháng do quá trình cải tạo tốt. Ngày 20 tháng 9, theo một nguồn tin cho biết, sau khi có quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho bà Nguyễn Phương Hằng, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương, trại giam đã thực hiện quyết định, bà Hằng đã trở về nhà. Với một số ý kiến trên mạng thắc mắc về căn cứ giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho bà Hằng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, bà Hằng chỉ là một trong số hàng trăm phạm nhân được xét đợt này, được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng được xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Việc xem xét giảm thời hạn này khác với việc đặc xá tha tù trước thời hạn, dự kiến từ ngày 1 tháng 10 sắp tới mới tổ chức tha người được đặc xá. Nhân dịp 79 năm Quốc khánh ngày 2 tháng 9 và 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10, bà Hằng được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cũng khác với việc bà được giảm án trong phiên tòa xét xử phúc thẩm trước đó. Tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 4 năm 2024, bà Hằng được Hội đồng xét xử giảm 3 tháng dù không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Còn tại đợt xét giảm lần này, bà Hằng được giảm 3 tháng 5 ngày chấp hành án phạt tù. Có hàng trăm phạm nhân tại hai trại giam An Phước Phú Hòa của Bộ Công an đặt tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương được xem xét giảm thời hạn chấp hành án lần này. Nhưng không phải ai được giảm thời hạn chấp hành án cũng được ra tù ngay, ví dụ như những người có mức án trung thân, sau khi trừ thời gian chấp hành án được giảm thì họ vẫn phải tiếp tục thi hành thời gian chấp hành án còn lại. Đối với bà Hằng bị bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022, sau khi được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì ngày 19 tháng 9 năm 2024, bà Hằng được ra tù. Để được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì bà Hằng phải chấp hành tốt trong thời gian ở trại giam, đáp ứng các điều kiện giảm án và phải được trại giam có văn bản đề nghị xem xét giảm. Mỗi năm có ba đợt xét giảm thời hạn án phạt tù vào các dịp lễ quốc khánh ngày 2 tháng 9, lễ 30 tháng 4 và Tết nguyên đán. Tuy nhiên, mỗi phạm nhân chỉ được xem xét một lần trong năm, trừ trường hợp có thành tích đặc biệt. Đối với bà Hằng, được xem xét lần đầu nhân dịp quốc khánh. Theo Điều 38 Luật thi hành án hình sự, thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì hồ sơ của phạm nhân phải có các văn bản như kết quả xếp loại của phạm nhân, tài liệu chứng minh kết quả bồi thường nghĩa vụ dân sự của người được đề nghị giảm. Các tài liệu này phải được gửi tới Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp nơi các phạm nhân đang chấp hành án để xem xét quyết định. Chỉ những phạm nhân được xếp loại khá trở lên mới được xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Điều kiện tiêu chuẩn xếp loại chấp hành án phạt tù được nêu tại điều 19 Nghị định 113 quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự. Trong đó phạm nhân sẽ được xếp loại dựa trên các tiêu chí như mức độ ăn năn hối cải, nhận rõ tội lỗi của mình, việc chấp hành bản án, quyết định của tòa và nội quy của trại giam. Ngoài ra, còn có các tiêu chí như khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra, việc tham gia các hoạt động lao động, giáo dục, học nghề theo quy định. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, bà Hằng đạt tiêu chí về xếp loại phạm nhân, đã hoàn thành các nghĩa vụ về án phí dân sự vân vân nên được trại giam có văn bản đề nghị xem xét giảm thời hạn chấp hành án theo quy định. Ngày 19 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, cựu giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đã chấp hành xong án phạt từ trại giam An Phước tỉnh Bình Dương và được trả tự do. So với bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, bà Hằng được giảm án trước thời hạn 3 tháng 5 ngày. Vậy, trường hợp mới ra tù mà chưa được xóa an tích, bà Phương Hằng có được trở lại điều hành công ty Đại Nam hay không? Luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo khoản 2 điều 17 luật doanh nghiệp 2020, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hay đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc là làm công việc nhất định thì không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp ngoài quy định trên các nội dung khác tại luật này quy định về người đại diện theo pháp luật giám đốc hay chủ tịch của công ty không có quy định về việc người đã chấp hành xong hình phạt tù chưa được xóa an tích có quyền điều hành công ty do đó đối với trường hợp của bà phương hằng dù đã được xóa an tích hay chưa nữ doanh nhân vẫn có quyền trở lại điều hành hoạt động của công ty đại nam mà không bị pháp luật nghiêm cấm Đối với việc xóa an tích, luật sư Hùng cho biết, theo quy định của pháp luật, người bị kết án sau khi chấp hành hình phạt tù và thời gian thử thách sẽ được xóa an tích. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015, ba trường hợp được xóa an tích bao gồm đương nhiên được xóa an tích, xóa an tích theo quyết định của tòa án và xóa an tích trong trường hợp đặc biệt. Đối với trường hợp đương nhiên được xóa an tích, theo Điều 70 Bộ Luật Hình sự 2015, người nào phạm tội không thuộc chương 13 và chương 24 của Bộ Luật này đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 khoản 3 của điều này thì đương nhiên được xóa an tích. Cụ thể, khoản 2 điều này quy định đối với người bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ, cảnh cáo phạt tiền hoặc được án treo nếu trong thời hạn 1 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời hạn thử thách án treo mà người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung các quyết định của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới thì được xóa an tích. Đối với người bị phạt tù tới 5 năm, thời hạn là 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính, còn với các trường hợp bị phạt tù từ trên 5 năm tới 15 năm và từ 15 năm trở lên trung thân hoặc tử hình nhưng được giảm án, thời hạn áp dụng lần lượt là 3 và 5 năm. Như vậy, đối với trường hợp của bà Phương Hằng, trong thời hạn 2 năm từ ngày chấp hành xong hình phạt chính, tức là ngày 19 tháng 9 năm 2024, nếu cựu giám đốc công ty Đại Nam đã chấp hành xong hình phạt bổ sung và không thực hiện hành vi phạm tội mới, thì sẽ thuộc trường hợp đương nhiên được xóa an tích. Về trình tự thủ tục để xóa an tích, Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia Bộ Tư pháp sẽ hướng dẫn Sở Tư pháp thực hiện quy định các thủ tục chi tiết để xóa an tích cho các trường hợp được đương nhiên xóa an tích. Người muốn làm thủ tục đương nhiên xóa an tích sẽ nộp đơn với Sở Tư pháp của tỉnh, thành phố, nơi mình thường trú, đối với trường hợp của bà Phương Hằng là Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Theo nội dung vụ án, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Cụ thể, bà Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương được nhiều người trên mạng xã hội biết đến. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính sách tay và máy quay phim đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung biện đặt sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự của các cá nhân. Bà Hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người, trái quy định pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 4 tháng 4, ngoài bà Hằng các bị cáo là Đặng Anh Quân, 43 tuổi, cựu giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh 2 năm tù, đã được giảm 6 tháng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà là nhân viên công ty cổ phần Đại Nam một năm tù, giảm 6 tháng, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.